Toyota Wigo 2023 thì nên độ gì? Hôm nay thì mình đứng cạnh chiếc xe Toyota Ride. Đây là chiếc xe đàn anh của Wigo. Tại sao nói đàn anh? Bởi vì là chiếc xe Toyota Ride này là gầm cao hơn và nó được trang bị nhiều option hơn so với Toyota Wigo. Tất nhiên là Wigo hạng A của bản thấp và đây là kiểu như là CUV hạng A bản cao. Chiếc xe này thì được trang bị nhiều hơn một chút. Có cái sự khác nhau giữa hai cái bản đấy đó là máy. Máy cái bản này là 1.0 turbo, còn cái máy của Toyota Wigo là 1.2. Nhiều anh em thì vẫn thích cái bản hút khí tự nhiên, nó bền hơn. Còn 1.0 turbo này thì nó sẽ ép, nó sẽ chạy mã lực nó cao hơn một chút. Nhưng mà về cái thiết kế tổng thể thì xem nhau. Và trang bị option của bản này thì nó cũng cao hơn. Do vậy nếu mà anh em đi Wigo mà muốn trang bị ý, thì mình trang bị giống như bản Rai thôi, rất đơn giản. Đấy, đầu tiên thì cụm đèn trước này của Rai thì nó y chang với cả Wigo luôn. Chỉ có ấy, bản Wigo là không có đèn gầm mà chỉ có một cái led nhỏ nhỏ thôi. Cái bản Rai thì nó có hai cái cảm biến trước. Dành cho những anh em chị em mới lái xe thì có hai cái cảm biến này là rất ok luôn nha. Đèn gầm không có thì thôi, bản đấy mình bỏ qua. Đấy, phần đầu xe thì anh em có trang bị cái cảm biến, cùng lắm thì cái camera thôi. Rồi sang bên này này, thì cái mâm của bản này nó to hơn. Nhưng mà nếu mà anh em lấy Wigo thì cũng không cần to lắm đâu. Anh em chỉ cần phay xước như thế này này, nó sẽ rất là đẹp nha. Đấy, chiếc xe này tất nhiên Rai thì nó là bản đắt tiền hơn. Rai giấy tờ nó hơn 6 lít thì đắp cái gì chả được, đúng không anh em? Rồi tiếp tục nào, ở cái phần hông xe này thì chiếc xe đã có cảnh báo điểm mù rồi. Đấy, cảnh báo điểm mù là đã có rồi này. Thì Wigo nó cũng có. Chưa mở bên trong vội, mình lại đi thêm nữa. Có hai mắt cảm biến. Đấy, thì Rai cũng có, Wigo cũng có, nên là bên ngoài giống nhau, còn đèn giả led. Còn trên này thì nó có thanh led, nên là cái này nó cũng không phải là vấn đề mà anh em nên độ. Mà chúng ta sẽ bước vào trong xe nhá. Ok, cho anh nhớ chút. Đây, đầu tiên Toyota Rise thì nó sẽ có nhiều nút hơn. Wigo thì nó ít nút hơn. Anh em thích thì làm thêm, còn không thì như thế cũng mình cũng thấy đủ rồi. Chiếc xe này thì nó sẽ có cả lệnh chuyển số các thứ. Đấy, còn con kia thì chắc chắn không có rồi. Màn hình của Rise cũng to hơn. Màn hình Wigo bé hơn, nên là anh em lắp quả màn hình Android. Giờ màn hình Android cái mã A3 mình bán có 2.990.000, quá rẻ luôn. Cả 360 thì tầm 8-9 triệu. Đó. Còn ở đây thì nó cũng không có gì đâu, cũng là nhựa rất là nhiều. Nhưng mà được cái là thiết kế đẹp. Đấy. Rồi ở đây này, cái này là cái quan trọng này. Toyota Rise có ghế da, còn Wigo thì cũng không có ghế da, nên anh em có thể bọc bộ ghế da nhá. Ghế da mà giả da thì hơn 2 củ. Còn da công nghiệp thì từ 4-5 củ. Đến 7-8 củ. Rồi thì trải cái sàn simili này anh em này. Đấy, anh em mà ăn chơi nữa thì lót thêm cái thảm. Cái thảm thì bên mình có nhiều loại, nhưng mà luôn luôn tư vấn cho anh em cái loại Lavo hoặc là thảm Thái Lan nhá, để nó sẽ không bị ngấm bụi, ngấm nước hoặc là ám bụi vào đây. Như cái thảm này nó bị ám bụi này anh em này. Rồi tiếp tục nào. Hình như là, tất nhiên là Toyota Rise hay là Wigo vẫn chưa có ghế điện, mà anh em độ ghế điện thì chiếc xe nó cũng hơi tốn tiền. Đây, bệ tì tay hình như là Rise cũng không có, nên là anh em có thể độ thêm cái bệ tì tay này. Còn con này là đã có bệ tì tay. Còn gì nữa nhá, cửa gió hàng đều sau chưa có này. Tất nhiên là dán phim cách nhiệt chưa có luôn. Dán phim cách nhiệt, cái này mà thường được anh em mua xe được tặng cái bộ phim ấy, mình gọi là, đấy không gọi là phim mà đấy gọi là đề can tối màu. Anh em có phải tấm kính mặt này là dán tấm xịn này, các cái tấm đằng sau này là dán cái tấm vừa vừa này. Đấy, để làm gì? Để nó mát mẻ. Dán phim để mát mẻ, dán phim để cho nó tối đi đâu. Rồi chiếc xe này thì mình lắp cho anh Giai bộ cam hành trình này. Đấy, quay cả trước cả sau, có cảnh báo tốc độ, anh em thấy tốc độ này không? 50 đó. Tất nhiên là vô lăng của chiếc xe kia thì không được khâu da, còn chiếc xe này thì nó có khâu da. Đấy, thì tất nhiên là xe đắt hơn thì được khâu da. Anh em ăn chơi thì làm quả lọt trầm nữa. Tất nhiên là phải có quả màn hình Android, cam hành trình, rồi các thứ. Đằng sau chiếc xe này thì tất nhiên là cũng được bọc ghế da, đằng sau thì cũng chả có gì để chém gió với anh em cả. Ở đây thì anh em có cái lót cốp này, nên làm cái lót cốp nữa. Lót cốp để làm gì? Để khi nào mà chở đồ bà ngoại các thứ các kiểu ấy, nó không bị ngấm vào. Đấy, xe này bạn ấy vừa mới lấy xong rồi qua mình luôn này. Đấy, rất là quý hóa luôn, rất là tuyệt vời. Đấy, cái cảm biến phía trước cũng nên làm.
Cảm biến phía sau thì nó có rồi. Đấy, thế thôi, một số cái món đồ, nói chung là khi mà anh em mua được một chiếc xe ấy, thì anh em có thể trang bị thêm một số món đồ trang hoàng tí cho nó, chiếc xe nó trở nên công nghệ hơn, đẹp hơn. Nhớ là qua Trung Auto ủng hộ nha. Cảm ơn anh em.